kế tiếp nữa mình xem tiền nha. Cái lúc khởi phát ho á, bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng hô hấp hay không? Nếu không có mình xem gì cái ho của người bệnh á, nó có liên quan đến gì thời tiết hoặc người bệnh ho mà có tiếng khò khè hay không, để nó gợi ý đến gì là người bệnh này có phải hen hay không á, hoặc là xem người bệnh này có gợi ý đến cái hội chứng chạy mũi sau hay không, tức là mình hỏi kỹ cái bệnh sử của người bệnh này có một nhiễm trùng hô hấp và gần đây rồi cái dịch chạy xuống rất là thành ra còn thể được nhiễm ho, hoặc là mình xem cái ho của bệnh này kèm theo sốt có ho càng làm hay không để gợi ý đến cái viêm phổi. Nếu không nữa mình xem là người bệnh này có ho này có phải là do thuốc lá hay không, hoặc là cuối cùng là cái ho của người bệnh này có phải là do dùng thuốc chế men chuyển để điều trị tăng huyết áp không. Đây là cách tiếp cận nhé, cần bệnh nhân ho để mình tìm ra các nguyên nhân của ho. Cuối cùng mình học được nhiễm ho ra máu ấy. Vậy sao được nhiễm ho ra máu là vậy? Là càng cao máu hoặc tàm lẫn máu từ đường hô hấp dưới vậy. Nhắc lại, ho ra máu được định nghĩa là càng ra máu hoặc tàm lẫn máu từ đường hô hấp dưới. Tuy nhiên lượng máu có thể từ ít đến vừa hoặc là nhiều, và người ta gọi là ho ra máu là nhiều khi nào đây? Khi cái lượng máu ra trên 300 ml trong 24 giờ, hoặc là một lần càng ra máu trên 100 ml thì được gọi là ho ra máu lượng nhiều. Như vậy cái định nghĩa ho ra máu này nó sẽ loại trừ hay là nó khuyên mình phải phân biệt với cái gì ạ? Phân biệt với ối ra máu và dễ phân biệt với chảy máu từ đường hô hấp trên. Như vậy thì bệnh nhân bị chảy máu mũi có được gọi là ho ra máu hay không? Bệnh nhân chảy máu vùng răng vùng miệng, bệnh nhân hàng ra có gọi là ho ra máu hay không? Vậy thì anh nói rằng ho ra máu mình cần phải phân biệt với gì ạ? Phân biệt với ối ra máu và dễ chảy máu từ đường hô hấp trên. Vậy thì để phân biệt hoặc để loại trừ cái chảy máu đường hô hấp trên mình có làm chuyện gì em? Đương nhiên hỏi bệnh sử và khám. Khám thì mình phải khám kỹ vùng mũi, mình khám kỹ vùng hầu họng. Nếu như mình là một chuyên khoa mà không phải là chuyên khoa tai mũi họng, trong trường hợp cần thiết thì mình phải gửi khám tai mũi họng để bác sĩ tai mũi họng sau em có những dụng cụ chuyên biệt hơn để bác sĩ đó coi kỹ vùng nhân mũi và vùng hàm họng bên ngoài. Nhưng em hiểu rằng mình gọi là bệnh nhân chảy ho ra máu với nghĩa là mình đã loại trường hợp này không phải là chảy máu vùng mũi và vùng hầu họng. Vì sao mình có làm kỹ chuyện này nha? Vì quá trình mình không hỏi kỹ, không làm kỹ, người bệnh vẫn nhầm và bác sĩ vẫn nhầm. Vì chảy máu mũi nhưng mà chảy ra trước thì em thấy là người bệnh chảy máu mũi, nhưng chảy xuống đường mũi sau rồi xuống kích thích thành sao rồi bệnh nhân ho, bệnh nhân hạt ra, cái người bệnh nói là có bị ho ra máu. Như vậy thì anh nhắc lại cái định nghĩa ho ra máu, cái định nghĩa đó loại trừ hoặc là trong thực hành lâm sàng là mình phải loại trừ việc chảy máu từ hấp trên mũi son hò bên ngoài. Mình phải phân biệt với cái gì nè? Ối ra máu. Vì sao phải phân biệt em? Vì rõ ràng hai bệnh lý này thì là gì hoàn toàn khác nhau, điều trị hoàn toàn khác nhau mà trên lâm sàng có thể gì có thể là mình và người ta phân biệt bằng cách nào em? Phân biệt giữa ho ra máu, ối ra máu đầu tiên là triệu chứng tiền triệu, tức là những triệu chứng có trước khi ho ra máu, triệu chứng có trước khi ối ra máu hoàn toàn khác nhau. Người bệnh ho ra máu thì trước khi ho ra máu thì thông thường người bệnh có gì? Có ho. Người bệnh cảm giác gì? Cảm giác ngứa rát gì? Vùng cổ họng hoặc vùng gì? Vùng sau xương đùi. Rồi người bệnh ho và sau đó càng ra máu hoặc tầm lượng máu. Còn tiền triệu của bệnh nhân ối ra máu là gì? Trước đó thường bệnh nhân hoặc là đau bụng vùng trên rốn,
hay gọi là bụng thượng vị, hoặc là bệnh nhân đầy bụng khó tiêu, bệnh nhân buồn nôn nôn, rồi sau đó bệnh nhân mới nôn ói ra ra máu, vậy là gọi là tiêu nhiều. Những kiểu biến có trước khi ói ra máu, trước khi ho ra máu hoàn toàn khác nhau. Cái thứ hai nữa là về tính chất máu, người bệnh ho ra máu thì bao giờ máu sang còn là máu đỏ tươi, còn đối với bệnh nhân ói ra máu thì sao? Máu có thể đỏ tươi, máu có thể đỏ bầm, máu có thể là cái gì, máu hụt, hoặc có thể là bệnh thức ăn, vì nó tùy thuộc vào gì, tùy thuộc vào cái dạ dày lúc đó mà có bệnh thức ăn hay không, và nó tùy thuộc vào cái thời gian máu lưu lại ở trong dạ dày. Ví dụ bệnh nhân vừa chảy máu ở dạ dày, bệnh nhân ối ra thì máu đỏ tươi, chảy máu dạ dày khoảng thời gian sau bệnh nhân ối thì ra máu đỏ bầm. Nếu cái thời gian tồn tại dạ dày lâu hơn thì bệnh nhân ối ra có máu hụt, còn chảy máu dạ dày ngay thời điểm dạ dày có thức ăn thì khi ối ra cũng là thức ăn. Vì vậy tính chất máu nó khác nhau, chứ không khác máu thì bệnh nhân gì ho ra từ máu đỏ tươi. Nhưng đương nhiên diễn tiến của cái ho ra máu thì sao, thường là người ta nói có cái đuôi cái huyết. Đuôi cái huyết với nghĩa là máu thì nó giảm dần, bệnh nhân ho máu rất dần và từ đỏ tươi sang gì đỏ hồng, rồi lẫn đi làm tất chi máu còn lớn, diễn tiến đó người ta gọi là thui cái huyết. Và cái khác biệt nữa là gì, cái máu mà người bệnh mà ối ra, nếu mà lấy cái máu đó, cái dịch đó hay bị thử thì nó phản ứng vậy, tính axit thì là cái dịch vị, còn máu người bệnh ho ra thì nó là máu gì, máu tụ uống là tụ uống kiều. Trong bệnh hành hàng ngày thì dùng viên thôi, dùng viên nó có trong đường lo có thì để chẩn đoán phân biệt hoặc để chẩn đoán xác định mình phải làm việc gì nha, mình phải nội soi phế quản. Khi nội soi phế quản mình thấy rõ máu chảy ở cái thùy trên, thùy giữa, thùy dưới, thùy mỗi hội phải hoặc trái giúp chẩn đoán xác định. Hoặc trong trường hợp cần thiết thì mình phải nội soi gì nha, nội soi dạ dày tá tràng để chẩn đoán. Bây giờ anh lấy một ví dụ để em thấy là gì, mình nói nãy là nói lý thuyết là để phân biệt. Vậy thì trong thực hành lâm sàng thì đúng là trong đa số trường hợp mình cũng sẽ phân biệt được. Ví dụ em tiếp cận trong trường hợp ho ra máu thì cũng có thể chín mấy trường hợp là em không phân biệt được đây là ho ra máu hay ổ ra máu, nhưng sẽ có vài phần trăm nó khó. Anh lấy ví dụ để em thấy khó. Ví dụ người bệnh này thực sự khởi phát là ho ra máu, ví dụ như 2-3 giờ sáng, 3-4 giờ sáng ấy, bệnh nhân thức giấc ho cơn rồi bệnh nhân ho ra máu. Rồi được người bệnh này ví dụ như ở Thủ Đức, ở Tây Ninh, Long An gì đó, rồi người bệnh được từ nhà xe đưa lên thành phố. Khi lên đến thành phố khoảng đến khoảng 5-6-7 giờ sáng ấy, người bệnh được đẩy vào cấp cứu. Người bệnh mới đầu vô thôi, vì ho ra máu nhiều em, trên đường đi vẫn còn ho, mà em thấy máu nó dính gì em, trên có thể mũi miệng hoặc ngay cổ hoặc trên áo của mình em thấy bớt máu hết, khi đưa vô trong cấp cứu thì hoặc là người bệnh thì ta nói là tôi bị ho ra máu, như rõ ràng bắt đầu em ra khám bệnh, em vừa ra mở bụng khám bệnh thì sao em, bệnh nhân bùa bệnh nhân ối, rồi đi qua đưa cái bồn hành đậu ra là nó ối ra hết sữa rồi là máu bầm bầm máu hụt. Trường hợp chẩn đoán gì ạ? Bác sĩ thì chẩn đoán liền xuất huyết tiêu hóa mức độ nhẹ, xuất huyết tiêu hóa mức độ trung bình gì đó. Nhưng người ta có đúng không em? Không em. Mà cái này sao em? Thực sự nó đúng là ho ra máu, nhưng máu ra nhiều người bệnh làm động tác gì em? Nó không tánh nuốt. Ho từ 4-5 giờ trong quá trình đi em, máu chảy ra nhiều, ho nhiều quá đó, không ra bên mũi miệng em. Cái nào ra ngoài thì bệnh nhân chùi, bệnh nhân gạt, cái nào ra bác xạ tự nhiên nó uống vào. Thì cái diễn tiến đến em sau còn 2 tiếng thì cái ho nó đã lít đi. Còn ngay thời điểm em khám bệnh em không chứng kiến được ho. Cái phần nào đây ra chùi lao em thấy bệnh máu từ cổ miệng á. Mà rõ ràng em đứng ra hỏi bệnh tình như ủa ối thì máu vô chết tích em.
hoặc là tên đó trong quá trình đi người ta sợ bệnh này cho uống hết sữa, hoặc trước đó bệnh nhân đã có sữa ăn cháo gì rồi máu vô nữa, rồi ổi ra trước mặt em thấy máu thì chẩn đoán không biết tiêu hóa, nhưng rõ ràng không phải hoặc là người bệnh này sao ta khai là bác sĩ 3-4 ngày trước á tôi ho ra máu, nhưng rõ ràng đến khi vô bệnh viện ngang 2-3 ngày sau em hỏi bệnh sử đã là bệnh nhân đó, người bệnh đó là mấy tôi đi cầu bình thường, bố mà bác sĩ là lạ lắm, mấy ngày nay tôi đi cầu phân phân nó không có màu vàng bác sĩ, nhưng mà gì vậy bệnh anh đi mà bị tôi đi màu đen bác sĩ, cái bộ em mới quay qua tổ sử dụng ca này có chừng xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa ngoài nôn ra máu thì có thể đi cầu màu đen, thì nó giống tình huống này em ho bệnh nuốt vào, nhưng mà nuốt vào cũng đủ nhiều để ói ra mà theo ống tiêu hóa thì sau đó đi cầu đen, thì em lại nó ổn thì ca này chứng dưới mình có ho máu, thực ra ho ra là ca này là ối ra máu, nhưng biểu hiện là giờ vô mình là đi cầu ra máu đây, em chẩn đoán thì chuyển qua nội tiêu hóa với chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa mức độ nhẹ, anh nói vậy em thấy xem nó sẽ trong thực hành lâm sàng mình sẽ có những tình huống khó, nó nói em vì sao phải không biệt, và trong những trường hợp khó như anh nói đó mình phải kết hợp với các triệu chứng cơ năng khác, kết hợp các triệu chứng cận lâm lâm sàng khác, và trong trường hợp cần thiết mình phải sử dụng cận lâm sàng để chẩn đoán xác định. Giống như này mình phải chẩn đoán về mức độ lượng nhiều tức là trên 300 ml, lượng ít dưới 100 ml, lượng vừa là 100 đến 300, dễ nhắc lại lượng vừa dưới 100, lượng trung bình 100 đến 300, lượng nhiều thì trên 300 ml, hoặc một lần ho ra máu trên 100 ml. Còn nguyên nhân ho ra máu thì nhiều em, nhưng có 3 nguyên nhân thường gặp nhất, đó là đau phổi, giãn phế quản và ung thư phế quản phổi. Mà mốt em đi từng thành lên, em đi từng tập năm ba em sẽ được học kỹ nguyên nhân ho ra máu. Và cuối cùng nó còn là điểm cơ năng, cuối cùng đó là giờ làm tốt. Đương nhiên số, ta nhắc lại đó là điểm nhận, điểm cơ năng, nhưng mà nó được khẳng định lại bằng gì vậy? Bằng việc nhân viên y tế sẽ đo nhiệt độ cho người bệnh. Vậy thì cũng có trường hợp người mình cảm giác nóng cho người ta sốt, thực sự gặp nhiều không sốt này không. Vậy thì số vừa là điểm nhận cơ năng, nhưng nó vẫn là điểm thực thể, y tế có thể về dùng nhiệt tế để khẳng định là mình có sốt hay không. Số thì em biết nó sẽ có nhiều nhóm nguyên nhân. Số này có thể do nhiễm trùng hoặc không do nhiễm trùng. Không do nhiễm trùng, ví dụ như trường hợp bệnh lý ung thư của ngoài cũng có ô cũng gây ra số. Số nằm trong trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm thuốc cũng có thể số mà không liên quan đến nhiễm trùng. Còn lại là nhóm nhẹ số do nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì lại có nhẹ học vi sinh trình. Mình có số do vi trùng thường, số do vi trùng lao, số do những tác nhân là nấm, vi sinh trùng hoặc là do siêu vi. Như vậy thì trong bệnh lý hô hấp mình sẽ lưu ý vậy, lưu ý là đối với vi trùng lao trong bệnh lý hô hấp thì cái vi trùng lao có thể là ở nhu mô phổi, mình gọi với tên là lao phổi, thì thông thường người bệnh hay không sốt hoặc chỉ sốt chỉ sốt nhẹ về chiều. Vậy để lưu ý là đối với vi trùng lao em, anh nhắc lại cái số mình có thể gặp là do nhóm nhiễm trùng hoặc là không do nhiễm trùng. Không do nhiễm trùng ta thấy ví dụ này đây, em có thể gặp số do bệnh lý gì, do dị ứng thuốc, số do trong trường hợp những bệnh lý ác tính mà có hoại tử, hoặc số trong các bệnh lý tự miễn mà viêm đa cấp dạng thấp của quốc ban đỏ thì đó gọi là số nằm trong nhóm nguyên nhân không nhiễm trùng. Còn mình gặp số không nhóm nhiễm trùng, nhiễm trùng thì mẹ học vi sinh mình lại chia ra lý do vi trùng lao thì mình gọi với cái tên lao, ví dụ như lao phổi, lao màng phổi, có thể sốt do vi trùng thường, có thể nấm vi trùng hoặc là siêu vi. Trên bảng này anh kể là những trường hợp nha, nó tương đối đặc biệt chút. Đối với lao phổi thì người bệnh không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ về chiều. Đối với lao màng phổi thì thông thường bệnh nhân sốt cao. Còn trong bệnh lý hô hấp tác nhân gây bệnh mà nhiễm trùng do vi trùng thường gặp nhất là phế cầu,
thì đặt điểm sốt cho cái cầu thì thường là sốt lớn lắm, hoặc thường thì sốt lớn là một cơn trong ngày. Còn lại những tác nhân vi khuẩn khác thì nó cũng là không có những cái đặc điểm đó. Vậy thì cái điểm sốt anh nói mẹ bỏ gì? Vì vậy thì sốt nó không có gì nó chuyên biệt trong cái bệnh tiêu hóa. Vì sau này em đi tim mạch những nguyên nhân chuyển động vật có sốt, em học về tiêu hóa, về nội thận, về nhiễm, về huyết học thì có sốt. Nhưng mà kiến thức của mình còn lại mình biết là sốt có thể do nhóm nhiễm trùng hoặc không do nhiễm trùng. Đặc biệt ở hô hấp tác nhân nhiễm trùng thì mình thường gặp, mà nhiễm trùng đó có thể do dạ vi trùng lao ở hô hấp mình gọi với tên là lao phổi, hoặc là lao ở màng phổi mình gọi tên là lao màng phổi. Và đặc điểm của lao phổi thì thông thường không sốt hoặc chỉ sốt là nhiều, còn lao màng phổi thì thường là bệnh nhân sẽ sốt cao. Còn trong nhóm mà nhiễm trùng do vi trùng thì lưu ý là đối với tác nhân là phế cầu là thường gặp nhất khi nhiễm trùng thấp á. Và đối với nhiễm trùng phế cầu thì bệnh nhân thường có đặc điểm là sốt lớn lên một cơn một ngày. Rồi cái bài điều chỉnh cơ năng thấp là hết các em. Chắc là các em nào mới mang đồ cũng phải lớp chủ nha, anh xin lỗi cho bài quần cho em. Em nào muốn mới mang lớp chủ nha, cái tử mang một sách đi, mua bằng quá, mang học cái ăn bằng quá.